Em đồ cũng nghệ chứng minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một buổi chiều thứ bảy cuối tuần. Một buổi chiều thứ bảy, một ngày thứ bảy thân tâm an lạc, vạn sự bình an mọi người nhá. Thì hôm qua, tối hôm qua, ngày hôm qua thì em quay clip cho mọi người được, bởi vì hôm qua bận ở trên xưởng, có nhiều công việc quá về muộn thì thời tiết nóng nực hạ hàng xuống xong cũng mệt mỏi quá thì thôi. Qua em xin phép nghỉ một buổi. Thì hôm nay em sẽ quay một clip bù cho mọi người và chia sẻ mọi người rất nhiều sản phẩm đẹp mọi người nhá, cực kỳ nhiều sản phẩm đẹp và hứa với mọi người là giá cả anh em mua được cái giá sản xuất và cực kỳ phải chăng mọi người nhá, cực kỳ phải chăng luôn, tầm máy giá lúc nào cũng cực kỳ mềm mại cho mọi người chơi. Ok, thì mọi người xem cái clip thứ hai để dành cho MC Online và chưa đăng ký kênh nhưng đăng ký kênh của em mọi người nhá, chào cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì cái sản phẩm đầu tiên mà em mình muốn chia sẻ giới thiệu mọi người, đây là bức di lặc ngồi. Đây là một trong những cái mẫu di lặc nếu mà anh em để cho không gian nhà mình thì chắc chắn đây là một trong những cái mẫu di lặc mà rất dễ bày và không gian nhà bác nào cũng có thể bày được và cần thiết mọi người nhé. Anh em có thể nhìn đây là cái này là một cái, đây là em đang để một cái đôn. Cái này là một cái đôn 50 mọi người nhé, mà mọi người nhìn để vừa khít luôn, vừa khít cái đôn 50 luôn. Và cái form này nó được cái tổng thể rất là đều, tổng thể cực kỳ đều đặn mọi người nhé. Và một yếu tố nữa anh em có thể thấy là bức này là đục ngũ phúc. Thường thường này em ít khi đục hàng ngũ phúc lắm, nhưng đây là đục một bức ngũ phúc cho mọi người nhé. Đục ngũ phúc năm trẻ và đục ngoài móc, những cái này đều là liền gỗ liền hết nhé. Đây anh em nhìn này, đấy nguyên đấy, cái này đều là gỗ liền hết mọi người, những đều là gỗ liền hết và em đục móc thở đục móc hết ra, tơi hết ra để nó thành một cái bức nhìn anh em nhìn nó có chiều sâu của 3D đấy. Và đây là một cái gốc sụn hương mọi người nhá. Và em sẽ cam kết cho mọi người cho anh em nó nhanh gọn nhẹ nhá, 100% bình khối, 100% không giảm màu, không vẽ vân, không giảm màu và hàng sụn. Và yếu tố nữa nóng hạ đến 16 độ đi. Và yếu tố nữa anh em phải nhìn này, cực kỳ hiếm anh em ha, ít khi có những đợt này làm, sẽ cố gắng làm những cái hàng như này cho mọi người chơi, các bác sưu tầm nha. Và đế này, anh em nhìn quả đế này, quả đế uy tín nha, hương gốc hương mà chọn cho mọi người quả đế quá xuất sắc luôn, đặc xịn luôn, đặt mọi người ngắm. Đục ngũ phúc năm trẻ là cực kỳ mất nhiều thời gian và gỗ cũng như là công cực kỳ nhiều, cũng ít công. Đấy, mời các bác nào, tất cả những cái phần này đều là liền khối, xong mình đục moi ra, đục moi móc ra để nó tơi ra được 50 trẻ. Em sẽ có kích thước, em sẽ có kích thước cho mọi người, gỗ đẹp lắm, gỗ sụn hương, hàng không có vết được mọi người. Kích thước rất là vừa, cái bức này ngũ phúc màu liền ở sụn hương này tưởng là giá rất là cao, cao 62 này, chiều rộng là 55 này và chiều dày cũng rất là vừa luôn, dày là 33, cao 62, rộng 55 và sâu 33. Và anh em gắn móng gần này là phẩm khuôn diện rất là vừa. Anh em nhìn chất sụn gỗ này, bức này nó cực kỳ nhiều sụn nhá, gỗ cực nhiều sụn luôn, vân sụn hết này. Và hoàn toàn 100% là không có vết luôn. Đục một trẻ, 1, 2, 3, 4, 5, trên này có rơi ngậm dây tiền, cành đào. Đấy, đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Giá cũng cực kỳ phải chăng. Đây là liền khối gỗ liền, nó móc hết ra mọi người nhé, móc tươi ra. Anh em ngắm đấy, bẻ biết đục kỹ, quan trọng là đế đặc xịt luôn. À, quả đế này, đấy, quả đế thì uy tín rồi. Sau gỗ cũng đặt nguyên gốc mà, nguyên hàng gốc mà, đằng sau đế cũng rất ok luôn. Anh em nhìn quả đế đằng sau này, da gỗ đây anh em nhìn cái phần sụn nó cực kỳ nhiều kìa, gỗ gốc giá ghét đẹp luôn, sụn cực kỳ nhiều và cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ nhiều và tuyệt vời luôn, quá đẹp luôn mọi người. Quá đẹp luôn, đấy gốc già đét đẹp này, ngũ cực kỳ già luôn, ở rừng
Cũng có rừng dài đến xì luôn. Mặt trước đục ra thì cũng nó đỏ rực luôn, nhiều sụn. Bước này em báo giá luôn cho mọi người này, giá đầu like cho các bác này 5,5 đồng không ship mọi người nhá. Anh em nhanh tay nha, một bước duy nhất nhá. Đâu đóng được có hàng như này. 5,5 đồng mọi người nhé. To, vừa và sụn. Hàng sụn hết. Sụn hết 100% luôn. Bây giờ em sẽ bê cái bước này ạ. Hàng to. Cân đối hài hòa lắm. Được vũ phúc. Xong rồi liền 100% không hết lỗi gì. Đây, em sẽ tiếp tục lên giới thiệu mọi người cái này. Vừa rồi em có làm, em đã hứa với mọi người, em có làm cho mọi người một nô heo. Thì hôm nay em lên cho mọi người một phát. Em cho sẵn máy lên. Em sẽ lên cho mọi người một phát. Anh em là chưa săn được cái sẵn nha. Em lên cho mọi người một phát 3 cặp. Và 3 cặp này là 3 cặp to nhé. 3 cặp to. Cho anh vừa anh để đi, em để của anh lẫn hết gì. Đã sắp ra thành từng cặp rồi. Ok. Đây. Em quay cho mọi người. Có 3 cặp cho mọi người nhé. Em lọc có được 3 cặp gần giống nhau và gỗ cam kết chất lượng. Từ đây ạ, em quay cho các bác một cặp đầu tiên ạ. Toàn một lô heo chắc ta chắc Việt mọi người nhá, toàn gỗ thửa ạ, đẹp không tì vết luôn, gỗ đặc. Một cặp đối xứng tương xứng nhau và kích thước cũng đồng đều, gần tương đương nhau. Để mọi người nhìn đế này. Toàn gốc rễ chắc ta mà cắt đi nám đây này. Đấy, đặc là chất vân này. Vân đỏ đen, chắc đỏ đen mọi người nhá, chìm này. Xoay ánh điện nó nổi lên, nó rất đẹp luôn ạ. Đây một con heo này thì ngồi ở trên cái thỏi vàng. Đây một cặp mọi người nha. Rồi cặp số 1 ạ. Còn chút nữa nhà em vào mình em sẽ báo giá sau nha. Em quay cho các bác 3 cặp mọi người nhá. Cặp là cặp số 1 đấy ạ. Em lên cặp số 2 cho mọi người nhá. Giá chắc đồng đều nhau thôi. Đây cặp số 2. Em bán cả cặp mọi người nhá, tại vì cái heo nó rất là nhỏ và giá tiền cũng rất là thấp. Em bán như thường là hầu như là thu hồi về gỗ thôi. Một lô mấy chục con mà kiểu bán này thì phải lấy thu hồi tiền công chứ còn gỗ không tính đâu rồi. Đây cặp số 2 đấy ạ. Đối đầu nhau, em bán cả cặp mọi người nhá. Còn ai mà chốt lẻ thì các bạn Zalo em chụp lẻ con khác. Chứ không phải là đều cặp nhau. Đây ạ, cặp số 2 ạ. Để cũng đặt hết mọi người nhé. Các bác cứ mua chắc bên em là uy tín rồi. Chắc Việt chắc của ta và làm gốc cây dễ già mà chất vân, chất đế, đế đặc này, chất vân đẹp này. Cặp số 2 này. Quay đằng sau mọi người ngắm này. Đây những cái mắt nu này. Điểm những mắt nu chắc này. Và sụn heo chắc, có chất cô đẹp rồi. Số 2. Mọi người chốt cặp nào chụp lại màn hình gửi qua Zalo giúp em nhé, để em rõ nhé. Cặp này cặp số 2 mọi người này. Rồi em lên cặp số 3 cho mọi người tiếp theo. Cặp số 3 đây ạ. Đây cặp số 3. Cặp số 3 thì heo nó mình heo người heo nó dài hơn, nó không tròn. Những cái heo số 1 với heo số 2 thì người nó tròn cho nó mập mát. Còn cái heo này thì cặp số 3 thì người nó dài hơn. Đây, đều là heo chắc hết ạ. Chắc Việt ta, chắc đỏ đen. Đây đế mọi người này. Đấy. Đây là cặp số 3 mọi người nhá. Mọi người chốt cặp nào thì chụp lại màn hình giúp em. Và khi nhận hàng các bác đúng cặp đấy các bác nhận hàng. Không đúng thì không nhận hàng ạ. Đẹp mượt mà không tì vết luôn các bác. Đẹp lắm. Em đo thử cái cặp số 3 cho mọi người nhé.
số 3 này. Chiều rộng là 20 mọi người nhá. Em sẽ báo giá đâu. Con này là chiều rộng là 23. Cặp này lấy cứ cặp đầu tiên này lấy các bác 500 một cặp và 500 một con, cái này thì 550. Còn cái kia thì 550. 20 này, 20 23 này. Chiều cao 11 10 11. Chiều sâu là 13. Và chiều sâu của cặp này là 10. Con này là 10. Cặp này nhà em báo là 550 một con, là một cặp này là 1.1 triệu mọi người nhá. Có 1.1 triệu các bác bỏ ra ăn bao nhiêu chẳng hết các bác. Có 1.1 triệu thôi mà được cái cặp heo siêu tầm các bác để chọn đời luôn. Đấy, chứ cũng là đẹp. Cặp số 3 này là 1.1 triệu mọi người nhá. Cặp số 2 này, cặp số 2 này nhà em báo cũng là 550 một con, là 1.1 triệu. Đây, cặp số 2 kích thước nó không đo này. Cặp số 2 kích thước là rộng là 19 17 cao 11, cái này cao 12, sâu 15, cái này là sâu 14, cũng 15 tầm đấy, tương đương đó. Đây, cặp này cũng là 550 một con nhé, một là 1.1 triệu một cặp này, 1.1 triệu hai con này các bạn, là cặp số 2. Cặp số 1 đầu tiên là nhà em bán là 500 một con, là hai con là 1 triệu ạ. Đây ạ. Cặp số 1 đầu tiên thì là nhỏ hơn chút xíu thì em lấy 1 triệu. Cặp này kích thước là 20 29, cao 9 và dày 9. Con này là 15 cao 12 và chiều sâu là 9 mọi người nhé. Cặp đầu tiên số 1 là có giá là 1 triệu, cặp số 2 và cặp số 3 là có giá là 1.1 triệu một cặp. Đấy mọi người, chốt cặp nào chụp lại màn hình giúp em để khi nhận hàng các bác nhận đúng hàng các bác trả tiền shipper cô giúp em. Xong bạn gặp theo em lên tiếp cho mọi người cắm bình hoa mai đi. Em quay này nhá, ví như chồng em mà báo giá thì em cũng như không rõ giá đâu, thì hàng mới từ xưởng hôm qua mới về đâu. Em chụp quay cho các bác xem lắm này, một tác phẩm bình hoa mai chất liệu gỗ hương ta, hàng liền khối ạ. Dáng mai đổ rất là đẹp luôn, có nhìn chưa? Đấy, xoay kiểu lạ được, liền khối 100% rất là đẹp luôn ạ. Còn nhìn vào mai tỉa này rất là đẹp, và hai con chim ở trên bình mai là hàng liền mọi người nhé. Quay bản xoay ngoài kia để ngoài kia tôi như cầm đặt không xoay được. Ok, bình mai gỗ hương ta hàng liền khối, đục cả một cái cây mai, cả một cây mai ôm với cái chum hũ tiền tài lộc mọi người này. Đấy, tán mai rất là xòe rộng này, tốn rất là nhiều gỗ đấy ạ. Em quay đằng sau mọi người ngắm nhé. Đây là view khu của đằng sau đây. Moi móc tơi cây mong ở đây. Đây. Cắt đi bao nhiêu gỗ thì móc tơi một cái cành tán mai xòa bóng xuống đây. Bình này thì rất là đẹp các bác nhé, sorry các bác. Em có khách hàng thì có bên chuyển một đứa này. Bình này thì thật sự là rất là đẹp, bởi vì anh em cho thấp máy, các bác nhìn cái dáng bình, cái dáng bình của mình này. Đấy, em nhìn cái bình mà nó có cái dáng này là rất là khó mọi người nhé. Cái dáng đấy thì đặt
thế thì nó là uy tín không? Chúng cái bình này tuyệt vời, bởi vì là có cái dáng kiểu có dáng thác đổ mà nó có dày bình, sau cái bình này nó tròn, cây mai luôn ạ, bình tròn luôn, và đây nó có sụn rất là nhiều đây, cái bình này rất là nhiều gỗ, đây. Toàn bộ có thể niền hết mọi người nhé, bình mai thì em đều cố gắng làm hàng niền hết đây, anh em nhìn này, đẹp chưa? Bình này mọi người có cái đun vừa tầm khoảng 40 mọi người bày là tuyệt vời. Đây là gỗ liền không em đục móc cái ra đây này. Trên này là hai con vẹt này đều liền cuối hết 100%. Hai vẹt đều liền. Hai vẹt đều liền mọi người nhé. Móc cái ra không còn liền hết. Đây. Tuyệt vời luôn. Đẹp. Trong một cái bình đây đã đục hẳn một cái cây luôn. Đục cả một cái cây luôn, xong là xòe ở đây, xòa ra đây, đục cả cây luôn. Đẹp lắm mọi người nhé. Cao là 48. Cao 48, rộng 43. Chiều cao 48 có kiểu rộng là 43. Rộng 43 và cái độ dày nó khá là dày luôn. Chiều dày của bình này là 30 phân. Anh em nhìn là tứ diện luôn. Tứ diện luôn này, bình này các bác bày là rất là đẹp luôn đấy mọi người ạ. Rất đẹp luôn, đâu là em mua cái bình tuyệt vời này. Và những ví giúp em mà nó liền khối mọi người nhé, nó rất là nhiều phôi. Liền khối là rất là nhiều phôi luôn. Cực kỳ nhiều phôi luôn mọi người ạ. Cực kỳ nhiều phôi luôn. Các bác nhìn này. Đó. Mai cánh cổng. Phôi này cả một phôi liền to như này nó đã chắc phải dập tổng rẻ người ta bỏng 1.8 triệu tiền phôi. Cái bình tuyệt vời này em chỉ giao lưu mọi người cái giá là 2.999.000 thôi nhé. Tầm này thì em chỉ bán như thế thôi. Quá rẻ mọi người ơi. 2.999.000 thôi anh em. Bình đẹp cực kỳ nhiều sụn luôn nhé, cũng cực kỳ nhiều sụn. Và niền xong lại đục kênh bong bong móc ra cả một cây mai một bình luôn. Niền khối anh em nhé, 2.999. Ok. Một cây nhé mọi người, không có nhiều đâu. Quay hết bạc cho em rồi nha. Để em giới thiệu đến mọi người một cái bình lan luôn. Em bán luôn cái bình lan này, bán kỷ niệm mọi người cho cái bình lan hết nhé. Còn cái bình gỗ này em làm lốt được một cái bình lan nhỏ nhỏ xinh xinh như này. Bình lan. Bình đẹp. Lan hồ điệp. Rất là đẹp mọi người ạ. Có một bình thôi mọi người nhé. Khối luôn. Chỉ có một bình thì cũng không hết. Em cố gắng lựa cái bình làm sao nó khuôn nó đều đều một chút, xong làm cái giá nó mềm mềm một chút cho mọi người bày nó đẹp, chứ còn bình đắt làm đắt nó khó. Chiều cao là 55 mọi người ạ, chiều rộng cái bình này là 35, còn chiều dày này, chiều dày rất là vừa, dày 20. Bình điền mọi người cao cao ném cao vừa lắm. Cái này em lấy mọi người đủ gỗ đủ công thôi, 1.790.000 thôi. Đây là niền, anh em cứ tính hộ em tiền công tiền gỗ, thật sự là đủ cả một cái cây bình hoa lan hồ điệp này 1.790.000 không ship đâu mọi người nhá. Anh em lưu ý giúp em là tất cả những cái sản phẩm em báo giá là đều không có ship. 1.790.000 và đấy là 2.999.000 cái bình là bình mai rồi là cũng không có ship của mọi người nhá. Ship mọi người sao mà gần, bởi vì anh em tính của em đi, nếu mà những cái sản phẩm này em báo ship thì em phải báo giá cao hơn cơ, chứ không có giá này đâu. Còn ship tùy mọi người ở xa ở gần, rất nhiều anh em băn khoăn tại sao mình bán hàng không báo ship mà báo ship. Bởi thực ra chia sẻ mọi người là ship thì thật sự ở đâu người ta bao thì người ta cao báo cao với tôi, báo cao với tôi, chứ còn chả ai mà bỏ tiền túi ra trả tiền ship cho các bác cả, đúng không ạ? Các bác ở khu miền Bắc nếu mà nhận được xe thì cái giá ship nó sẽ rẻ hơn bưu điện, nên là cũng ship cũng tùy, nên là em không báo giá ship đâu, chỉ báo giá sản xưởng thôi. Mọi người thông cảm với em thì em báo hết giá rồi. Thực ra nó như này này, người ta báo ví dụ như cái bình này em báo là 1.790.000, người ta báo bao ship cho mọi người thì người ta sẽ báo cao hoặc ship lên là người ta sẽ báo 200.000 tiền ship, thì cái bình này sẽ bán là tầm khoảng 1.950.000 hoặc 2.000.000 thì nó sẽ bao ship cho mọi người. Nhưng mà cái đấy thì nó sẽ ví dụ như anh em ở xa chẳng hạn, cái bình này ship tối đa ấy, anh em ở xa nhất cái Việt Nam này cũng chỉ tầm khoảng 100.000 tiền ship. Nếu mà đây là ship tối đa ấy, chỉ 100.000 tiền ship thôi, thậm chí không đến 100.000 tiền ship đấy.
Còn ví dụ quanh quanh vùng miền Bắc này hoặc là gần hơn thì chỉ tầm 70. Còn ví dụ như báo kiểu báo cả ship chẳng hạn thì phải báo cao lên tầm 200.000 đến ship, chứ không báo 50.000, 100.000 ship không ai báo cả. Đấy thì những anh em ở gần sẽ bị thiệt. Đấy nên là thậm chí là anh em ở xa bị thiệt thì em không bao giờ báo đấy. Ship bên em làm hợp đồng em đã cam kết cho mọi người là ship cực kỳ rẻ, nó chỉ có 56.000 một cân thôi. Thì anh em cứ yên tâm về về cái ship, không đáng ngại về ship đâu. Có những cái sản phẩm mà nó quá nhiều tiền ship, ví dụ đến 500, 1 triệu chẳng hạn thì em sẽ hỗ trợ. Em sẽ cứ báo giá sản xuất cho mọi người. Còn khi anh em mà chốt đơn thì ví dụ anh em nó to quá, anh em bảo ôi mình cái này nó to quá, anh hỗ trợ anh một tí tiền ship thì ok, anh em sẽ hỗ trợ cho lên một chút tiền ship thì coi như em bớt cái công của em ra. Chứ còn chia sẻ mọi người những sản phẩm nhỏ này mình cái lãi suất nó chỉ được 100-200 nghìn thôi, em không dám báo cao mọi người, em không dám nói sai mọi người. Cứ bình thường ra em làm ship suất là 1.6 triệu, em chỉ dám bán mọi người 1.790 triệu thôi, em chỉ được chưa được 200 nghìn, em còn không tính đóng bọc đóng kiện. Đấy mọi người tính cả cục gỗ này, vứt đi cái cục phôi u hương này nó cũng phải rơi tầm khoảng 800 nghìn này, công đục thì thật sự mọi người phải 900, sơn si nữa là khoảng bán nhiều khi tính đi thì lãi tính lại có khi lỗ 1.790 một cái bình an liền, nó là em làm hàng liền đó rồi. Còn nếu em làm hàng chắc cơ thì mọi người nó dễ, chắc nó dễ lắm. Còn cái giống hàng liền thì biết là rất khó. Sao bỏ của bác các em ở đây chứ nó quặn để dưới chân đấy. Em lên cho mọi người một pho chúc phúc nhé, đây anh em một cái pho chúc phúc em ơi. Mọi người cái pho này trên thị trường anh em mua em đảm bảo mọi người không bao giờ có giá gì tầm 8 triệu, không bao giờ có giá gì 8 triệu em đảm bao mọi người luôn, không bao giờ có giá gì 8 triệu một cái pho chúc phúc như này liền nguyên khối. Đây là một cái pho đấy, không bao giờ anh em mua đâu cái pho này dưới 8 triệu cả, khẳng định mọi người luôn. Ở trên Facebook người ta bán, thậm chí chỗ nào người ta bán rẻ nhất cho mọi người, ta bán pho này tầm khoảng 5 triệu 6 triệu, đúng không? Nhưng bên em mình em sản xuất ra em bán cho mọi người tầm này, em bán cho mọi người lấy đồng công thôi, em lấy đồng công thôi anh em ạ. Pho này cao 93 này, cao 93 này, rộng là 34 này, mà sâu là 25 này. Anh em nhìn cái chất dầu, cái bức này nó cực kỳ nhiều dầu, và sẽ cam kết với mọi người hàng luột 100% luôn nhé mọi người nhé, luột 100% luôn. Anh em nhìn cái chất dầu này, đó là hàng dễ đã lên, anh em đánh sáp nhé, đã lên bóng lừ là cái dầu đang lên này, hàng hoàn toàn là không có vết. Làm chúc phúc nó khó lắm đấy mọi người nhé, chỉ có em Minh mua gỗ rất là nhiều và lựa được những cái cục gỗ phôi đẹp thì mới làm được cái pho chúc phúc nó đứng thẳng, nó thuôn như này mọi người nhé. Và gỗ hoàn toàn là không có vết, không có vết mọi người nhé. Chất lượng phôi thì anh em cứ nhận hàng kiểm tra, không thơm trả lại em, không đẹp trả lại em. Nói thế cho nhanh mọi người nhé, cao 93 cái 95 gần 1 mét. Đấy. Em làm ra em mua gỗ rất là nhiều. Và gỗ em nói thật mọi người, em mua được gỗ rất là rẻ. Gỗ này em mua chỉ có 35-37 nghìn một cân, tầm này đắt nhất hiện tại đang hiếm phôi thì đến 39-40 nghìn một cân, tầm này đang hiếm phôi mọi người nhé. Nhưng em vẫn đang bán cho mọi người cái giá phôi cũ đấy, bởi vì gỗ này là gỗ cũ em bỏ ra em làm, không phải gỗ mới giờ cao quá em không mua. Gỗ mới giờ cao quá 39 nghìn một cân em không mua đó mọi người, em không mua làm bởi vì là cao quá và em làm em bán vô công. Bởi ví dụ như gỗ này em mua trước là chỉ có 35 thôi. Đấy bây giờ em trong kho em lúc nào cũng tích gỗ kho mà, thì em bây giờ em bỏ ra làm mọi người những cục, đây là những cục gỗ đẹp em bỏ ra đấy. Anh em nhìn này, làm chúc phúc nó khó nhất mọi người biết là gì không? Đó là cái sự cân đối, nó là sự trọn vẹn, nó là đẹp, nó bị thẳng, nó không bị cong, không bị cong, không bị méo. Đó là cái đẹp của chúc phúc mọi người nhé. Và pho này nếu anh em nhận hàng không thơm có thể cho anh em 10 triệu, cực kỳ thơm luôn. Và giá cho một anh em lên tay duy nhất ngày hôm nay chỉ có một pho nhé mọi người nhá. Chỉ có một pho duy nhất thôi nhá. 3.950.000 không ship. 3.950.000 không ship. Anh em tính hộ em đi. Trước những pho này em bán cho mọi người tầm khoảng 4.200.000 đến 4.500.000 tùy theo cân nặng phôi. Nhưng mà riêng đối pho này tầm này hàng chặt bán mọi người 3.950.000 không ship. Còn anh em mua rẻ nhất 5 triệu.
Em khẳng định mọi người luôn, hàng 95 phân này rẻ nhất 5 triệu. Còn bảo dưới 5 triệu tao bán cho các bác rồi. Ok. Gỗ cực kỳ đỏ mọi người nhá, đỏ rực luôn đấy. Con này được cực kỳ nhiều dầu và đỏ vô cùng, con này rất là đỏ và đẹp. Mà giá này thì quá êm rồi mọi người. Thực sự vợ chồng em tầm này rất là cố gắng, thời tiết nóng lực, hàng họ nó cũng đục chạy, và anh em kinh tế đều khó khăn, và khách hàng của em Minh thì toàn là khách quen, không khách lạ. Em cũng muốn để cho mọi người những cái giá tầm này thật là mềm, mà vợ chồng em chỉ lấy một chút công thôi, một chút công thôi chứ không có lấy quá nhiều của mọi người nhé. Nên anh em cứ yên tâm vào chất lượng, gỗ đặc hết mọi người nhé. Chất lượng phôi tầm này em là tuyển chọn phôi hết, và cố gắng tìm những sản phẩm chất lượng để cho mọi người chơi. Thì tầm này em cũng khá chậm điện hay là khá đẹp mọi người. Em còn một cái tác phẩm, một tác phẩm này, một con trâu rất là to này. Con này là con sót cuối cùng rồi. Con này là con nu sụt đường, con này siêu khổ to khổng lồ luôn. Và để kỷ niệm cho con anh em như này thứ nhất nhé. Đây, con này anh em mua chắc chắn phải 2,5 triệu. Anh em mua bình thường con này 2,5 triệu. Và ngày hôm nay thì sẽ cho một anh em nào hữu duyên duy nhất nhá. Chú trâu của chúng ta đang nằm nghỉ ngơi thảnh thơi trong cái bệ. Rất to luôn. Rất to, thừa rất nhiều gỗ. Sau còn trước thừa rất là nhiều gỗ. Con này rộng, rộng 58 này. 58 này. Sâu là 35 này. Và cao 26. Rộng 58, sâu 25 và cao 36. Con này cực kỳ khủng mọi người. Quê bé xúy không? Quê quê không? Ôi cái em sẽ quay mọi người trâu được. Cái đề của em là liền 100% mọi người nhé, không có chắp ghép một tí gì đâu mọi người nhé. Và gỗ này là gỗ đất, là gốc, gốc sụn hương. Con này rất là to đấy, không nhỏ đâu nhé. Nhưng mà hôm nay em sẽ để cho một cái giá cho một anh em nhanh tay nhất. Anh em giật mình về giá luôn đi. Anh em nhìn cái phần sụn này, cái hàng gốc ấy, cái này sừng là liền hết này. Đây anh em nhìn những cái phần nu sụn này. Con này thì cái vị trí nhà bác nào có vị trí to ấy, mọi người bày thì mọi người bê con này phải hàng gốc đó. Hàng gốc hương thì nó rất là nhiều cái vân đẹp lắm, để loang lổ sần sụn các kiểu đại địa. Con này mọi người đi mua thường thường giá bán đấy nó phải rơi tầm 2,3 triệu đến 2,5 triệu con này. Nhưng mà hôm nay em sẽ để cho một anh em nhanh tay duy nhất mọi người nhá. Để cho một anh em nhanh tay duy nhất ngày hôm nay thôi. Anh em nhanh tay để bốc nhá. 1,790,000 không ship. 1,790,000 không ship. Chắc tiền công đục mất tầm khoảng thợ nhà thì công cũng lại tầm 1,2 triệu tiền công. Em bán cho mọi người vui nhé. Đấy. Tầm này em Minh cứ lên clip thôi, cứ làm vẫn làm, em vẫn làm bình thường. Em không có sợ gì cả. Em vẫn làm bình thường. Và bán rẻ thôi, bán rẻ. Vì trước bình thường những tác phẩm này thì em vẫn bán tầm 2,3 triệu, 2,3 triệu là rẻ nữa thì 2,1 triệu, nhưng mà thôi tầm này bán 1,790 thôi. Đấy, đấy anh em cứ vui thôi. Quan trọng. Mà đây là sụn hương anh em nhé, lưu sụn hương. Đó. Quan trọng là bao người có những phật chúc phúc cái triệu toàn 4,5 triệu. Bây giờ cho anh em 3,950. Đấy, cho anh em vui. To. Bố luôn, to cả bố luôn mọi người, không phải bé luôn. Giữ mọi người ở nhà vẫn làm, họ nhé vẫn làm mà. Chứ em có nghỉ đâu, vẫn cứ làm đều đều hết. Mỗi ngày vẫn cứ chụp pho một chục món đồ ra. Thì mình cũng cứ phải cố gắng chiến đấu. Tầm này thì duy trì cho công việc của thợ là ok. Không hy vọng quá nhiều anh em. Mình cũng không đặt bạn vấn đề quá nhiều ấy. Thì em mang lên chia sẻ cho mọi người một cái sản phẩm này anh em nhé. Cái này cũng đợt mà rất là to, với đèn dành cho anh em một cái hàng kỹ, hàng kỹ và hàng vip mọi người nhé. Để em đi rồi. Mà trước khi bán cái bức đợt ma đó thì em sẽ có một cái bức di nặc của hương. Bức này em lên em cũng bán kỷ niệm mọi người. Bức này thì làm em sẽ bán mọi người cái giá này, bởi vì cái giá này chia sẻ mọi người là của anh khách, anh em còn lại. Em bán
triệu đấy. Em bán 3 triệu, anh ấy còn mấy trăm. Lại thực sự mọi người bình thường con này ấy, em bán 3 triệu con này nó thuộc dạng gọi là gì, như rau muống rồi, kiểu như rau muống thôi nhá. Anh cộng 300, bây giờ anh chắc không lấy được, để lâu. Của Hương. Con này dành cho một anh em nào nhanh tay, một anh em nào nhanh thật là nhanh tay. Đây là gỗ hương dành cho anh em, một anh em một thật nhanh tay, một cái to quá mọi người nhé. Các bác nhìn cái đôn bên dưới này, anh em nhìn thấy là nó phè hết cả cái đôn luôn. Con để gần rộng gần 60. Một cụ di lặc ngồi bao tiền, tay cầm một đồng tiền, có tiểu đồng gậy như ý như các kiểu. To lắm mọi người nhá. Đó. Cái giá 3 triệu em bán cho anh đó là cái giá tình cảm đó mọi người nhé. Tình cảm mà em bán 3 triệu con này, nhưng bình thường con này bình thường phải 3 triệu rưỡi đến 4 triệu. Đấy, mà anh cọc 300 đấy. Cười. Ngày mai chiều ngày mai em sẽ đưa cái phone đặt ma 12 triệu 500 mà khách cọc 5 triệu thì không lấy nữa. Thì là em hôm đó em đã điện cho khách rồi, trừ hộ khách 2 triệu tiền cọc. Chính xác em trừ 2 triệu rưỡi tiền cọc với 12 triệu. Trừ 2 triệu rưỡi tiền cọc. Nhưng mà bởi vì em mất 500.000 để đóng kiện rồi thì em sẽ đưa lên live và em trừ 2 triệu. Thì anh em nào nhanh tay thì bốc vào đấy nhé. Được, tự nhiên được 2 triệu. Con này thì để cho anh em giá cũng cực kỳ mềm, vừa bán vừa kỷ niệm gỡ hơn ta nha. Rộng 66 của đi 65 đi. Rộng 65 mọi người nha, kinh khủng khiếp. Cao 3 lạ, sâu 35. Và cao 39. Chiều rộng là 65, rộng 65. Chiều sâu là chiều sâu 35 và chiều cao là 39. Con này bình thường có trên thị trường anh em mua rẻ nhất gỗ hương con này cũng phải tầm khoảng 3 triệu rưỡi 4 triệu, đấy là thuộc dạng rẻ như rau muống rồi. Còn hôm nay cho một anh em nào cũng nhanh tay và bốc được con này với giá là chỉ có 2.790.000, em nghĩ là chắc đủ tiền gỗ và tiền sơn thôi. Còn tặng mọi người thì công luôn, nếu bán giá này nhé mọi người nhá, tặng mọi người thì công nhá. Đấy, 2.790.000 tầm này bán vui vui đi anh em ạ. À, anh em xem vui là chốt mà xúc anh em nhé. Không có giá này đâu ạ. Chưa bao giờ bán một con di lặc rộng 66 gỗ hương như thế này mà giá như thế đâu nhá. Ít nhất con này phải trên thị trường nếu bán rẻ con này phải trên 4 triệu, còn em mình bán rẻ nữa 3 triệu rưỡi một người vẫn chốt. Nhưng mà hôm nay 2.790.000. Đó. Không ship đâu nhá, cụ nhá. Anh em lưu ý là giá này thì đừng có bắt bao ship bởi vì là kinh khủng khiếp quá rồi. Không thể khủng khiếp hơn được. Con bảo là bao ship thì thôi chị, còn bán phần này bán không, mình không tính toán gì đâu, cứ bán thì bán thôi, còn chẳng tính toán gì. Nghĩ sao anh em vui là được, còn chỉ bán nốt cái đấy mà mọi người. Đây có một cái phần mang rất là kỹ, cái phần này, đây, phần này thì một mình em không biết em có bê được không, phần này rất là kỹ đấy mọi người. Em chút cố gắng xem có lên được không. May ra thì lên được. Khoai này làm xong được tầm 2 tuần rồi. May em cũng qua là vừa rồi là sản xuất nhiều loại mai này. Một cái hàng thì ăn may em mới bên đây này. Anh bê được các bạn, bê thì cố sợ đau lưng, phải nữa chứ. 1, 2, 3 khỏe đấy. Mình công nhận mình vẫn còn khỏe các bạn. Có lại nó không nghĩ là mình bị mà em bên đây chết không quần không giữ được luôn. Đây rất đẹp mọi người nhé, con này thì không chê được rồi, cực kỳ đẹp, dành cho anh em thích hàng đẹp để chơi.
tuyệt vời. Anh em nhìn con ghê dễ thấy đẹp đúng không? Đầu tư nhiều công lắm mà. Em chút em chỉnh cái máy. Nhiều công và nhiều gỗ. Má nào mà cần một cái format ma mà chất lượng full ok đẹp thì mọi người về format này. Như ví giúp em là hàng này là chuẩn hương ta, nó nguyên một cái gốc hương ta rất là to. Sau đó em móc em đục ra, thợ mới móc cho thợ mới móc đục. Cũng đề kho này là một kho chắc xong kho này thì chắc là phải khá là lâu nữa để mới có những cái hàng đẹp này. Đẹp chất lượng thì mọi cao 1m26 phải kỳ không kỳ là cao 1m15, rộng 43, sâu 30, cao không kỳ là 1m15, cả kỳ là 1m26, rộng 43 và sâu 30, đục liền khối và đục cực kỳ móc, cực kỳ tơi, đạt ma. Bên dưới có một đứng một chú nghe, anh em nhìn nghe rất kỹ, tất cả những cái phần này em đều chọn kỹ. Và đây là gỗ hương chọn, chọn gỗ hương đẹp tuyệt vời, một phần là khắc thực mắc tuyệt vời. Con này rất đẹp mọi người nhé. Con này trên thị trường anh em mua thì cũng phải tầm khoảng 14 đến 15 triệu một phần như này, nếu đủ kỹ như này, to như này phải tầm 14-15 triệu. Rẻ đã người tầm có hơn 13 triệu một chút. Anh em ngắm được từ cái sản phẩm này. Chất hương thì nó rất đẹp, anh em không phải suy nghĩ về chất hương. Chỉ quan trọng là cái vị trí bày, không gian nhà bác như nào thôi. Chỉ còn hàng được thì ok mà. Anh em chỉ cần đến phần gậy thì anh em thấy là thợ nó cầu kỳ và nó ngồi nó tỉ mẩn như nào. Hương rất là già, dày đủ, tất cả mọi thứ đều ok. Bên dưới em thấy mình có một chú nghe, bên dưới này có được một chú nghe nha, nghe đục kỹ lắm mọi người, nghe gì sần mà đục rất kỹ luôn, đó. Anh em phải nhìn ghế này, ghế thì sập, tất cả những phần này đều ngoi nha, mây, cỏ, gỗ hương này là hương Gia Lai của mình mọi người, hương Gia Lai làm rất kỹ. Gỗ đặc mọi người nhé, trong này sạch, trong này cực kỳ sạch, nó không có bị anh em mua là để ý cái phần này hay bị thủng và thối ở đây, nếu gỗ kém chất lượng là hay bị thủng và thối ở đây, hay bị dính, bởi vì nó dính vào tâm, dính vào tâm gỗ, gỗ có tâm nó sẽ bị thủng ở đây. Mà anh em tâm anh em đều lựa cái này, em làm gỗ đẹp đây mọi người, trên này đặc hết này. Đấy, đấy bị cuốn đựng kinh thư. Gỗ rất đẹp, toàn hàng sụn hương hết. Từ dáng cái đường nét đục đến chất gỗ, tất cả mọi thứ đều rất là ok.
Những cái bức này thì những cái thời điểm cao điểm ấy, thì đều bán tầm khoảng trên 12 triệu mới gọi là công. Còn tầm này bán duy trì việc có thợ thì cái giá nó anh em mua nó rất là êm, thật sự là rất là êm. Bán mọi người tầm này duy trì cho thợ và mình có một chút công. Đặt ma thì em làm rất là nhiều. Anh em ngắm lúc nào anh em có những cái sản phẩm đặt ma từ gốc. Phôi gốc gỗ rất là già, thì cái vân của nó không phải lỗi vết đâu mọi người nhé. Hàng gốc nó có những cái vân trung đen này, đấy, đặc điểm của gỗ như thế. Phần chun, chun gỗ, ok. Đấy, bước này thì tầm điểm này thì em chỉ giao lưu mọi người cái giá nó cũng rất là mềm, đủ gỗ đủ công với một chút thôi. Một chút công của mình thôi, vì cái cục gỗ này thì em chia sẻ mọi người nó phải rơi tầm khoảng chắc phải tầm khoảng xí xoát 5 triệu. Sơn si nó mất tầm khoảng 500, kỹ kiếc linh tinh nữa, công thợ cũng thiết nữa. Tầm này thì em xin bán cho mọi người cái giá là 10 triệu 600 không ship. Nói chung bức này là anh em xứng đáng để chơi và sưu tầm bởi vì là rất là to mọi người. 10 triệu 600 không ship mọi người nhé, giá chuẩn đấy anh em không bớt. Còn mọi người yên tâm, những cái bức như này nếu mà từ đầu năm thì bức này sản phẩm mình trên 12 triệu và máy trên 4 triệu. Bước thì anh em nhé, 10 triệu 600 cũng ship. Đó, anh em ngắm được yêu thì liên hệ. Chúc một tuyệt vời. Đẹp. Thực ra là những bước đặt mai như này thì cũng trên thị trường cũng có nhiều anh em làm. Nhưng mà cái giá, chủ yếu là cái giá ở đâu mọi người cảm hợp lý thì mọi người mua luôn. Chứ còn hàng như thế thì cũng nhiều người làm lắm. Kích thước to này và gỗ chuẩn gỗ hương này bây giờ cũng hiếm. Bây giờ anh em thấy cái số lượng mà nhiều khi người ta làm gỗ tử đàn đấy nó còn nhiều hơn gỗ hương như này. Anh em biết tại sao không? Bởi vì gỗ hương giờ kiếm được cục gỗ như này còn khó hơn kiếm gỗ tử đàn anh em ạ. Tử đàn Nam Phi anh em mua cả mấy chục tấn một phát có. Nên chợ gỗ Bắc Linh anh em mua cả mấy chục tấn một phát có. Giá tử đàn Nam Phi giờ rất là rẻ. Nó chỉ xem trước tầm 300.000 cân giờ chỉ còn 100-150. Đây từ đàn Nam Phi đến hàng bây giờ anh em thấy là những bước này giờ người ta làm từ đàn rất là nhiều. Bởi vì bây giờ tụ từ đàn nó rẻ và thứ hai là nó còn nhiều, anh em muốn mua bao nhiêu cũng có. Nhưng mà riêng hương ta thì nó kiếm cực kỳ khoai luôn đấy. Nhiều anh em muốn chơi hương ta giờ kiếm được một cái bức hương ta xịn sò chuẩn hương Gia Lai của mình và đẹp, một khuôn dáng đẹp như thế này nhiều khi khó hơn là kiếm từ đàn. Từ đàn anh em muốn đặt bao nhiêu cũng có, hàng đục CNC ấy. Hàng đục dáng này là đục CNC nhiều. Từ đàn đục CNC ấy. Những cái mẫu đứng ở dưới là nghe trên là dòng đục CNC, ông vỡ CNC xong là sửa lại bằng tay ấy, hàng tử đàn ấy. Nhiều lắm, nhiều lắm anh em ạ. Anh em đẩy, nếu anh em là hay theo dõi hay xem những buổi đấu giá hay thì mọi người sẽ biết là nó rất là nhiều những hàng tử đàn, nó còn nhiều hơn ở hương ta của mình. Bây giờ kiếm được những bức này nó còn khó hơn cả kiếm tử đàn nhé mọi người, vì tử đàn Nam Phi nó vô cùng còn nhiều. Nhưng mà hương ta của mình nó chỉ mỗi cái Tây Nguyên là có thôi, mà Tây Nguyên bây giờ thì làm chỉ còn gỗ đấy. Ok, cái bức này là giá là 10 triệu 600 mọi người nhá. Anh em nào yêu quý xúc anh em đem bán cho mọi người cái này đi. Vừa bán vừa kỷ niệm mọi người cho hết. Cái này thì em sẽ không lấy thì em bán tù mù nhá. Này cũng quay, cũng đo kích thước, à quay có quay cũng đo kích thước nữa. Anh em bán em mua được, anh em xúc. Nó có trâu, trâu cẩm, hàng sụn cẩm. Đặc xịt mọi người nhá, đây em cắt ra đặc xịt thế này. Này anh em để bàn hoặc sưu tầm bộ 12 con giáp, đây là sụn cẩm. Sụn này, cái đã bị xước một chút ở từng rồi. Xước này,
Đấy, anh em nhìn đấy. Nhiều anh em cứ bảo là các ông sơn các ông dùng màu, nhưng mọi người nhìn cái sơn nó bong ra này. Đây là cái sơn bong nhé. Đấy, bong sơn BU đúng không? Hết đúng không? Anh em nhìn bên trong này. Nó vẫn là màu gỗ của loại. Vẫn là màu gỗ của loại chứ hoàn toàn là không có màu mè gì đâu mọi người nhé. Cẩm đặc xịt một con trâu. Vừa bán được kỷ niệm nhưng mà anh em làm nhanh tay. 790k không ship. Đấy, anh em bấm một em tiền gỗ tiền công. Công con này, công con trâu là chắc tầm khoảng 600-700 nghìn rồi. Bán 790k là vừa bán vừa vui chơi với anh em để đặt nữa. Cái này chắc chắn là dưới giá sản xuất tầm khoảng 200 nghìn. Kỷ niệm anh em. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Với clip của em nay cuối tuần ngày thứ 7 hôm nay chia sẻ mọi người đây. Còn rất là nhiều hàng to, nhưng mà thôi tầm này cũng không bê được. Vợ em thì đang chuẩn bị cho bọn trẻ con cuối tuần về chơi đông bà ngoại. Nên là thôi, xin phép mọi người chia sẻ với anh em vài món như thế. Nếu anh em nào yêu thích món gì thì liên hệ với em mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc anh em có một ngày thứ 7, một buổi tối thứ 7, một ngày mai là ngày chủ nhật. Thân tâm an lạc, vạn sự bình an. Không mong gì hơn như thế. Em cũng chỉ mong là thứ nhất là bản thân em và gia đình có nhiều sức khỏe. Và chúc tất cả các bác, những người đang xem clip của em cũng có được thật nhiều sức khỏe. Một cái tâm thật là bình an để vượt qua được nhiều sóng gió cuộc đời. Đừng đi theo thầy Thích Minh Tuệ là được. Mọi người ạ, chúng ta còn nhiều cái trách nhiệm trên da trên vai phải gánh lắm, không thể đi được mọi người ạ. Nhiều lúc muốn bỏ đi lắm nhưng mà không bỏ được. Trách nhiệm còn nhiều mọi người ạ. Em cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Mọi người xem clip thì hay như dành cho mình xin luôn like. Và chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.